Tôi sẽ đọc thiền hành, trao truyền của thiền hành bằng thiền hành. Tôi sử dụng thiền bệnh để học thiền bệnh. Tôi muốn nói bằng phát thanh thuật. Bắt đầu đọc thiền bệnh, sử dụng tôi là một con ông đang nuôi đàn ông từ nội trường cho chữ. Nhưng mái bài của tôi nhưng mái bài của tôi đã rồi, nhưng bây giờ tôi bị lạc. Khoảng từ nhỏ các tàu cảm giác, tôi bị cảm giác bị lạc, cầu nổi. Nhưng đôi khi bị lạc cơ thể dần bàn đến, nhưng cảm giác vẫn nhỏ. Tôi đã đọc thiền hành của Charles Fenn bằng thiền Việt. Tôi biết tôi không có phát hành thuật bằng thiền Việt. Tôi cố gắng nổi phát âm thuật bằng tiếng Việt, sử dụng tiếng Việt là quan trọng. Tôi phải cố gắng để cô phát âm thuật. Tôi phải nghe, tôi phải nghe như trao truyền. Tôi có thể sử dụng phụ trợ YouTube, tôi có thể sử dụng YouTube bằng tiếng Việt. Tôi đang phục tiếng Việt bằng sử dụng trao truyền và ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi có thể cô hỏi tôi có thể có hỏi để sử dụng các ngôn ngữ tiếng Anh hai lần tiếng Anh, hai lần tiếng Anh Hán, hai lần tiếng Việt. Tôi đã sử dụng tiếng Việt cho tiếng Anh, tiếng Việt cho tiếng Hàn. Sau tôi đã đọc
thiền biết bằng thiền biết tôi có thể cảm phá tôi sẽ có cơ hội phát tâm tốt. Xong.